trong khi đó tổ chức thương mại thế giới cảnh báo thị trường lương thực thế giới sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro trong năm nay do căng thẳng trên biển đỏ và cuộc khủng hoảng khí hậu Lượng lúa mì vận chuyển qua kênh đào Suez đã giảm gần 40% kể từ đầu năm đến nay xuống còn 500.000 tấn do lo ngại về các vụ tấn công tàu chở hàng trên biển đỏ và vịnh Aden. Điều này ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu, đặc biệt là đối với các quốc gia phụ thuộc vào nguồn lúa mì nhập khẩu. Bên cạnh đó, người tiêu dùng được dự đoán sẽ đối mặt với nguồn cung thắt chặt hơn trước hiện tượng thời tiết El Nino ngày càng khắc nghiệt và các quy định hạn chế xuất khẩu của các nước. Hiện tượng thời tiết El Nino được dự đoán sẽ kéo dài đến ít nhất là tới tháng 4, tháng 5 năm nay, khiến Brazil gần như chắc chắn sẽ giảm sản lượng ngô, trong khi đó Trung Quốc đang khiến thị trường bất ngờ khi tăng cường mua lúa mì và ngô từ thị trường quốc tế. Các thị trường ngũ cốc khác đang mất giá, trong khi đó giá gạo lại tăng lên mức cao nhất 15 năm. Giá chào bán gạo ở nhiều trung tâm xuất khẩu tại châu Á đã tăng từ 40 đến 45%.